comment ton tên sẽ thao lưu dạo mà nó rồi là chuyện dữ lưu dạo sự video má rồi thì Facebook tên sẽ thao quen phim là sự dạo mà nó tôi cũng phim là sự dạo mà cho phim sự phim là sự bài đấy ở đâu trong phim là sự áp chế mà nó cho nên nhé chạy tôi đây thì phone number được cố rồi lời gửi cho nó dạo sự bài đấy ở đây mà tôi xin cho sao thì chạy vào nó sao số gì Facebook sao phim là sao nó cho nó chạy video cũng tại mà cho ship ra câu cho thay video má cái lượng nhớ lâu rồi sự dạo nó tại mình chụp phải đấy, rồi mà tiêu thì sẽ bị chi tiêu vô trong số mà đấy, rồi cho nó Facebook theo cho quan tâm đấy, đó rồi thì Facebook có phiên này dùng cho được nó thì Facebook có ship visa cao của cho nhưng mà chỉ thấy cho nó, ok cho thấy visa này thì mà dùng xin đã cho ship visa cao cho thấy vào nó, ví dụ xin cho login login cho quyền bây giờ bác. Ok, bây giờ chúng ta cho ok này là nó, ok cho này là mấy. Đó là alo, đó là câu của nó, câu của nó xin cho ok này bị là mấy. Ok, bây giờ thì mà chúng ta có location của cho location cho phim là, mà phim là chúng ta cho bấm xin bây giờ bạn đó cho nó là location cho ông bị là nó, hay là cho nó location của chúng ta tìm ra mà tìm ra chúng solution là cho chúng ta solution dạ nên đi ra vậy là cho nên đi ra đấy nó rồi cho nó mà solution cho phải cho nó cho nó ổn bị làm ấy bây giờ thì mà solution nó đã nó về location đó cho đi cho along cho bị làm ấy đó solution đó thì Facebook cao vẫn đã Facebook cao phải nào mà nó ok Facebook cao phải bây giờ cho sau khi cho tốt phải mà cái đó thì cho đi messenger vào nó solution thì Facebook cao mà solution messenger cho ok, ví dụ như cũng là dùng phim Facebook cao quá, ít mà nó, thì như cho nên phim nào nó, ok, ví dụ như bạn search info cho nên phim nào thế ví dụ như thì mà nó cũng là giờ tôi đang nói thì nhà mà số xin thì cho thì sai được cho sau đó thì mà xin giá này bên mà cho phone number được của tôi bạn cũng chắc đó là xin mà tôi shop đi đâu nó ở nhà số xin là thì phone number của cho cả số xin này là lúc bây giờ rồi giờ số video mà thì nhà mà cho nó cả đó nhé thì giờ thì nhà cho nó cả ổn bị lại mà nó đào được cho ổn cho này bị lại bá thì bây giờ cái alo cho này bị lại bá thì sai thì bỏ sai được quên đấy khảo này tôi ăn đồ đó rồi cho nó ok nên lấy ra đấy đó cho nó cho nên làm ấy cái video xin đó cho video xin thắng ok đó cái đó video xin nó đã xin video này thì cho nó phone number để cố tôi chỉ cần bị mẹ phone của tôi tên sẽ là bị mẹ bị video mà cho nó từ đầu tôi có ở bây giờ mà số sinh cho ông biết là vào nó cái thứ mà ông ấy thấy số sinh đó thì nhà mà cho ông biết là vả nhớ thì nhà mà cho ông ấy thấy số sinh ở cũng là cho ông nào biết phải là từ off thì biết là vào nó đã bay mà số thì off này là vào nó cái tao cho mình đây bạn đấy ví dụ sinh ta ông biết nhà vào mấy ví dụ sinh thì mà nên con nó sẽ nhà cho này biết là mấy đã thì phone number từ sao bây nào vào nó cho tên sinh ra đấy phone number để gọi từ bây giờ sao bây nào chứ bạn đấy ok tao số sinh đó thì mà cho nó thì phone number được tìm ra rồi phải đấy thật sự xin cho lấy xin cho phone number tên sẽ thay phone number được của anh có luôn tìm ra rồi nó thì mà thật sự xin cũng biết là phone number xin là số bây giờ mà thì nhà mà cho cái xả lỗi ra phải đấy nó thật sự xin thì alo mà nó tìm ra về nào nó ok thì nhà mà cho qua xả lỗi một chút thật sự xin cho sắp video mà cho xả mà thật sự xin mà bây giờ còn là thì là bị là vá nhưng cũng chỉ cho cái nhà cho sắp video này bị là vá cái bây giờ sắp video xả gì vậy nó mà
ဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုပြန်ပြီးတော့မှအဲဒီအတော်မူရပါတယ်။โอเคဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်ပြသွားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုเนาะဒီ Messenger အပြင်ကျွန်တော်ပြန်ရှာနေအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရှင်ဒီပြီးတော့မှာဆိုရှင်เนาะကြည့်ကြတော့ဒီကျွန်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဒီကြည့်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဘယ်လိုသိမ်းဆဲထားရမလဲပြီးလို့ရှင်เนาะဘယ်လိုမျိုးဒီပြသွားတဲ့ခါမှာလဲဘယ်လိုပြန်ရှာပြန်ရှာရမလဲဆိ